Mẹo cực hay, đắp vài lát chanh mỏng lên bụng. Là phụ nữ mà không biết thì phí nửa cuộc đời. Đắp bông tẩm rượu đã tốt, đắp chanh thế này còn có tác dụng bất ngờ khác. Đơn giản mà cực hiệu quả, thật không ngờ. Cô gái thái vài lát chanh, đặt khắp bụng trong vòng 20 phút, thực hiện đều đặn một tuần liền. Cô gái nhận được kết quả khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Giảm cân là đề tài nóng, luôn được mọi người quan tâm, nhất là đối với chị em phụ nữ. Việc giảm cân không chỉ mang đến vẻ đẹp thuần túy, nó còn là phương pháp sống khỏe, giúp phòng ngừa nhiều bệnh do mỡ thừa gây nên. Theo nguồn nghiên cứu, mỡ thừa và mỡ nội tạng là nguy cơ gây ra nhiều bệnh khác nhau như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tắc nghẽn mạch máu và đem đến khá nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Do đó, việc giảm mỡ không đơn thuần chỉ mang tính chất thẩm mỹ. Chúng ta ai cũng biết, việc giảm cân hiệu quả và phổ thông nhất chính là vận động, luyện tập thể thao. Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện về thời gian để luyện tập hàng ngày. Vì vậy, các phương pháp thanh lọc cơ thể, kết hợp giảm cân được các chị em lùng sục và áp dụng khá nhiều. Trong bài viết này, chúng tôi xin gửi đến phương pháp giảm cân nhanh chóng và mới nhất chỉ với một trái chanh. Ngoài ra, phương pháp dùng chanh đắp lên bụng còn giúp thải độc cho gan, thận, điều chỉnh cân bằng hệ tiêu hóa. Lượng vitamin C có trong chanh còn giúp cân bằng các mô liên kết, giúp dạ bụng đàn hồi hơn. Một cốc nước chanh trong khi đắp còn giúp giải tỏa mệt mỏi, giúp thư giãn các cơ bắp. Dưới đây là những gì bạn cần thực hiện. Chuẩn bị 2 trái chanh, 1 cốc nước lọc. Thực hiện. Bước 1. Thái 1,5 trái chanh thành những lát mỏng, để sang một bên. Nửa trái chanh còn lại, vắt lấy nước cốt, cho vào cốc nước lọc và khuấy đều. Bước 2. Nằm lên giường, đầu gối cao và đắp lần lượt các lát chanh lên bụng và giữ nguyên trong vòng 20 phút. Cốc nước chanh bạn có thể cho thêm một ít chút mật ong rồi uống. 2. Tác động từ chanh, đắp trên bụng cùng cốc nước chanh tươi sẽ giúp công dụng giảm béo tăng lên 200%, giúp bạn nhanh chóng đạt được vòng eo lý tưởng nhất. Ngoài ra, nước chanh còn giúp cơ thể hoạt động tốt hơn, phòng ngừa mệt mỏi và đau nhức cơ bắp, giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Bạn có thể áp dụng bất cứ khung giờ nào, tốt nhất là vào buổi chiều tối. Sáng hôm sau, bạn sẽ cảm nhận được cơ thể săn chắc và dồi dào năng lượng hơn. Chúc bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! Vì sức khỏe người Việt. Cụ ông bất ngờ giảm tiểu đêm và thoát u xơ tuyến tiền liệt sau 3 tháng nhờ cây thuốc quý. Ở cái tuổi 60-70 mùa xuân, không ít người vẫn phải lo toan cho cuộc sống, nào là kinh tế gia đình rồi trông nom con cháu. Song với tôi, còn có nỗi lo riêng vì mang trong người căn bệnh u xơ tuyến tiền liệt. Chưa hiểu sẽ hệ lụy đến đâu, nhưng đã gây ra nhiều phiền toái trong cuộc sống thường ngày. Đó là những lời tâm sự của ông Đỗ Hữu Khắc tại tổ 5, khu 7, phường Việt Hương, thành phố Hạ Long. Ông là cây bút có nhiều năm trong nghề báo chí, đã cộng tác với nhiều tờ báo có tiếng và từng là trưởng ban biên tập tập soạn cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh. Chật vật với bệnh tuổi già. Theo lời tâm sự của ông, 3-4 năm trước, việc đi tiểu tiện của ông có dấu hiệu không bình thường. Thời gian tiểu kéo dài, tần suất đi mỗi ngày nhiều hơn và có triệu chứng tiểu bút, tiểu rắt. Nước tiểu ra chậm, ngắt quãng và không thành dòng. Tiểu xong vẫn thấy khó chịu vì tiểu không hết. Nhất là về ban đêm, tôi phải dậy 4-5 lần để đi. Ái ngại nhất khi đi xe đường dài và lúc hồi hộp, chỉ nửa tiếng đến một tiếng là lại buồn, trong người cảm thấy rất khó chịu và cực kỳ bất tiện. Từ những hiện tượng đấy, ông đi khám thì được biết mình bị u xơ tuyến tiền liệt. Với kích thước đã lên đến 60g, bác sĩ cho ông uống thuốc và dặn dò nếu không biến chuyển thì phải phẫu thuật. Nghe đến đó mà tôi lạnh cả người. Thời còn trẻ trong quân ngũ, tôi từng phải mổ gấp mảnh đạn, không có thuốc tê. Điều này khiến tôi sợ mãi. Bây giờ già rồi, liệu có chịu được phẫu thuật hay không? Ông trầm tư. Vậy mà nỗi phân vân chưa xong thì nỗi lo đã đến. Đỉnh điểm là khi hiện tượng tiểu rắt
tiểu buốt chỉ giảm rồi lại tái phát sau thời gian uống thuốc tây. Lúc này ông đã xác định tư tưởng khăn gói lên Hà Nội phẫu thuật. Con cái cũng đã chuẩn bị tiền bạc, sắp xếp công việc để chăm bố trong bệnh viện. Hy vọng bất ngờ le lói. Một hôm nghe đài, tình cờ ông được biết nán hoa trắng có tác dụng rất tốt lên bệnh u xơ tuyến tiền liệt. Ông không ngờ loài cây trồng nhiều làm cảnh ở đất Quảng Ninh này lại cho hàm lượng hoạt chất chữa u xơ cao nhất cả nước. Tràn trề hy vọng về cây thuốc quý vườn nhà, ông gọi điện ngay cho tổng đài 1800 1258 xin tư vấn rồi hỏi địa chỉ điểm bán. Ngay sau đó, ông ra hiệu thuốc mua 5 hộp sản phẩm chiết xuất từ nán hoa trắng về dùng thử. Qua đợt uống đầu tiên, theo hướng dẫn, ông cảm nhận có biến chuyển rõ rệt. Tiểu tiện không còn bút và rắc, nước tiểu đã thành dòng. Tần suất đi tiểu ngày và đêm giảm dần, sau đó tôi lại mua tiếp để sử dụng. Ông Khắc hồ hởi chia sẻ. Đặc biệt hơn, sau 3 tháng dùng sản phẩm chiết xuất từ cây nán đều đặn, bệnh u xơ của ông đã chuyển biến ngoài sự mong đợi. Ông tâm sự, bây giờ vì tiểu tiện của tôi đã trở lại bình thường, tôi ăn ngon, ngủ được vì chẳng còn tiểu đêm. Vừa qua, tôi đi du lịch bằng ô tô xin việc hàng ngàn cây số, nhưng không phải xin dừng xe để giải quyết nỗi buồn. Đợt vừa rồi siêu âm, kích thước tuyến tiền liệt giảm từ 60g về 25g, con cháu và bà lão mừng lắm, tôi thì vô cùng phấn khởi. Vậy là chưa cần đến giao kế phẫu thuật, kích thước tuyến tiền liệt của ông Khắc đã trở lại bình thường. Ông hồ hởi, ở tuổi 75, được sống vui sống khỏe với vợ con, bạn bè, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ Nguyễn Bá Hòa đã nghiên cứu về cây nán hoa trắng chữa u xơ tuyến tiền liệt. Cây thuốc đã mang lại sức khỏe và niềm vui tuổi già cho tôi và rất nhiều người khác. Để tìm gặp ông và nghe những câu chuyện xung quanh nghề viết lách cũng như hành trình chiến đấu với bệnh u xơ tuyến tiền liệt, có thể đến tìm ông Đỗ Hữu Khắc tại địa chỉ tổ 5, khu 7, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sốc. Chính bạn có thể mang ung thư dạ dày đến cho con em mình. Nếu còn cho con ăn 10 món ăn siêu độc này, toàn những món quái khẩu của con mới nguy hiểm chứ. Trước thực trạng trẻ em bị ung thư dạ dày gia tăng nhanh chóng, Trung Quốc đã tiến hành khảo sát 489 món ăn dành cho trẻ em. 10 món ăn bạn vẫn mua cho con hàng ngày chính là thủ phạm. Thực trạng trẻ em bị ung thư dạ dày có xu hướng tăng nhanh. Thời gian vừa qua, ở Trung Quốc có rất nhiều người bị ung thư. Đặc biệt, độ tuổi bệnh nhân mắc ung thư càng ngày càng có xu hướng trẻ hóa, trong đó có nhiều trẻ em. Theo bác sĩ Tiêu Mai, khoa nội tiêu hóa, phó giám đốc bệnh viện An Huy Trung Quốc, món ăn vặt không chỉ làm cho trẻ béo phì mà còn là nguyên nhân dẫn đến bệnh dạ dày, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bà Tiêu Mai cho biết, trong thời gian qua, tỷ lệ phát bệnh dạ dày càng ngày càng cao, trong 10 người thì có đến 5 người mắc bệnh dạ dày. Những bệnh nhân mà bà tiếp nhận điều trị chỉ mới mười mấy tuổi trở xuống, thậm chí có bệnh nhân bị ung thư dạ dày khi mới lên 5 tuổi. Bà cho biết, hầu hết trẻ em ở độ tuổi này mắc bệnh dạ dày đều có một điểm chung là không chú trọng ăn bữa chính, thích ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là thực phẩm công nghiệp, đồ ăn nhanh. Thực phẩm công nghiệp chứa chất phụ gia, mối nguy hiểm tiềm tàng. Hầu hết trẻ em đều không biết đến sự nguy hại của thực phẩm công nghiệp chế biến thành món ăn vặt. Nhưng đối với người làm cha làm mẹ, buộc phải biết rõ điều này. Đa phần các món ăn vặt đều chứa các chất phụ gia ở mức độ nhiều ít khác nhau. Nếu ăn nhiều trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của trẻ. Vừa qua, trước tình trạng trẻ em bị ung thư ngày càng nhiều, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát với quy mô lớn trên 6 tỉnh, thành phố, đối với 489 món thực phẩm dành cho trẻ em. Kết quả điều tra cho thấy, 10 món ăn chứa nhiều chất phụ gia nhất trong bảng xếp hạng thuộc nhóm các món ăn vặt sau đây. Bánh gồm bánh trứng và bánh sô-cô-la. Trong loại bánh này có chứa các loại dầu hydro hóa, axit béo chuyển hóa, có chứa chất gây nguy hiểm cho hệ thống tim mạch, chất ngọt, chất bảo quản, chất nhũ hóa, chất làm nở bọt. Hương vị, màu sắc, chất tạo đặc, chất
chống oxy hóa. Có thể coi đây là một món thực phẩm hỗn hợp các chất phụ gia. 2. Mì ăn liền. Một món mì ăn liền có thể có đến 25 loại phụ gia thực phẩm. Phổ biến nhất gồm có sodium, glutamate, màu caramel, acid citric và những phụ gia khác. Nếu trẻ em ăn món này trong thời gian dài, chất acid citric có thể gây giảm canxi trong máu, gây ra bệnh canxi máu thấp. 3. Xúc xích thịt nguội. Phụ gia có trong xúc xích bao gồm sodium nitrit, kali sulfate. Trong đó, natri nitrit có thể tạo ra chất gây ra ung thư. 4. Các loại quả ngâm tẩm sấy khô. Phụ gia trong các món này gồm các acid citric, kali sulfate, natri benzoate. Trong đó, chất sodium benzoate có khả năng phá hủy vitamin B1 và ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi của trẻ em. 5. Thạch. Thạch chứa các thành phần sulfate kali, acid citric và phổ biến nhất là các chất phụ gia. Ăn quá nhiều chất kali sulfate có thể gây ra phản ứng dị ứng và ảnh hưởng đến sự hô hấp canxi của trẻ em. 6. Các món kem. Kem chứa rất nhiều hương vị nhân tạo, chất làm đặc, bột màu và phụ gia tổng hợp khác. Đặc biệt, trong số các loại phụ gia này chính là chất tạo màu nhân tạo. Theo chuẩn mực sản xuất an toàn, các chất phẩm màu hóa học để tạo màu sắc cho kem là chất không được phép sử dụng cho thực phẩm. 7. Bánh quy. Phụ gia có trong bánh quy bao gồm natri pyrosulfite, acid citric, sorbitol. Ăn vào cơ thể một số lượng lớn, natri metabisulfite có thể gây tổn hại tế bào và độc tính sinh học. 8. Trà sữa. Món trà sữa phổ biến nhất được trẻ em và thanh thiếu niên rất ưa chuộng, chứa các chất phụ gia bao gồm kali sulfate. Khi ăn quá nhiều món này, có thể gây ra rối loạn chuyển hóa canxi dư thừa. 9. Kẹo cao su. Kẹo cao su chứa chất sorbitol, acid citric và các chất phụ gia khác. Ăn quá nhiều chất này vào cơ thể sẽ có thể gây ra bệnh tiêu chảy. 10. Bim bim. Món ăn nhanh hợp khẩu vị này có thể chứa các chất phụ gia bao gồm sodium glutamate, dinatri guanylate. Cả hai chất này đều khuyến cáo không được cho vào thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.